Chào các em. Hôm nay chúng ta là tiếp tục học chương 4, chương đại cương về hóa của cơ. Bài hôm nay là bài số 7. Là một bài tập về cấu tạo của hợp chất hữu cơ và cấu trúc hóa học của hợp chất hữu cơ. Đó. Có thể đặt đề là bài tập về cấu tạo và cấu trúc hóa học của hợp chất hữu cơ. Đó. Bài có hai phần, phần đầu phần A và phần các em tập làm là tự luận để củng cố cái bài 6 rồi đó, bài tập tự luận và phần là bài tập trắc nghiệm. Thì thầy sẽ đưa những cái bài tập mà trước hết nó gần giống như đề thi, là trước đó phải có một cấu tính toán ở đâu, sau đó ra công thức, rồi lúc đó người ta bắt việc cấu tạo đồng phân vân vân. Đó, đề thi thường là như vậy, nhưng chúng ta cũng ra cái dạng gần giống như vậy. Đó, bài tập tự luận. Thì câu 1, đốt cháy 3 gram một hợp chất hữu cơ X mặt carbon là hỡ, nhớ mình có nợ để chốc nộp viết là khỏa viết mặt vòng. Liên tục, tức là không có oxy theo nhựa, ta thu được 2,1 ly khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 1,8 gram H2O. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X trong các trường sau. Trường hợp thứ nhất là tỷ khối hơi của X so với rho là bằng 30. Hai là tỷ khối hơi của X so với NO là bằng 3. Bây giờ ta giải thế nào? Trước hết là chúng ta phải tính số mol CO2 đã. Số mol CO2 là 2,4 chia 24 là 0,1 mol. Còn số mol nước là 1,8 gram chia 18 là 0,1 mol. Như vậy vì phản tạo ra số mol nước bằng số mol CO2, cho nên công thức phải có dạng là CnH2NOZ. Hợp chất là không có nitơ, nhưng không biết có oxy không, nên tạm thời gọi OZ. Nhưng mà Z này lớn bằng không, chốc nữa mình tính Z bằng không, nên là không có oxy. Mà nếu Z bằng 1 bằng 2 thì có oxy, có sao đâu. Đó. Công thức có dạng là CnH2NOZ. CN cháy thì tạo ra NCO2, H2N cháy, em nghe chuyện là ra NH2O, vì N bằng N như nữa, đúng không? Đó. Tiếp theo là tỷ khối của X so với rho bằng 30, tức là D của X so với rho là 30. Như vậy khối lượng mol X là bằng 2D, tức là 2×30 là 60 gram mol. Như vậy số mol X là bao nhiêu? Là lấy khối lượng là 3 gram chia 60 là 0,05 mol. Ta mới viết sơ đồ của phản cháy CnH2NOZ ra NCO2, NH2O. Khối cần cân bằng oxy, vì không có liên quan gì oxy cả, cân bằng làm gì mất công. Đó. Thì số mol của hợp chất là 0,05. Đó. Thì ra số mol CO2 là 0,05 N lần. Đó. Và số mol đó mình đã tính rồi là bằng 0,1. Như vậy N là bằng 2. N bằng 2. Đó. Thì công thức có dạng là C2O4OZ. N bằng 2 là C2H2N là CH4OZ bằng 60. Từ đây chúng ta rút ra 60 trừ cho 28 là bằng 16Z. Ta rút được Z bằng 2. Như vậy công thức là gì? C2H4O2. Đó. Phải thiết lập được cái công thức phân tử đã. Rồi từ đó ta mới viết công thức cấu tạo mặt hở. Đó, mặt hở đó là gì? Thứ nhất là C3COH. Đó, có thể là như vậy. Và một đồng phân, đồng phân thứ hai là HCOCH3. Đồng phân thứ ba là HOCH2CHO. Đó, như vậy có 3 đồng phân mặt hở và mặt carbon liên tục. Đó. Nếu tỷ khối của X so với NO là bằng 3, NO là 30, như vậy D của X so với NO bằng 3, như vậy MX bằng 30D, 30 x 3 là 90 gram trên 1, vậy NX là mấy? Bằng 3/90. Đó. Bây giờ ta khỏi cần viết dài nhọng nữa, ta còn viết CN hoặc N còn áo Z trên tuyệt, CN sinh ra N là CO2. Số mol là bằng mấy? 3/90, số mol của hợp chất là 3/90, thì số mol CO2 là 3N/90 gấp N lần và bằng 0,1. Là số mol CO2 là 0,1. Như vậy ta suy ra N bằng 3. N bằng 3 công thức là gì? C3H6OZ bằng 90. Kém tính nhập một tí là ra ra thôi. C3H6 là 42. 42 cộng 16Z bằng 90. Suy ra Z bằng 3.
Vậy công thức là gì? C3H6O3. Đó là công thức phân tử. Vậy công thức của Thảo có thể là đó, các em biết, biết bao nhiêu thức tạo đồng phân đó. Bởi sơ C3H6O3 mà các em thấy biết mấy rồi. Hạt O, C2, C2, CO2. Các em đếm coi C3H6O3 đó. Và C3CH3 đó là mạch iso. C3 nó nằm giữa nhóm CH đó. Mà thầy viết tít lại và cũng được ra COH. Rồi hạt O đối đôi CO, CH OH, CH2OH. Các em đếm mà coi, nó vẫn là C3H6O3. Chất thứ 1, chất 2, chất 3, chất 4, hạt O, C2, CO, C2OH. Đó. Rồi chất thứ 5 là hạt CO, C2, C2OH. Rồi chất nữa là gì? Hạt O, C2, CO, C3. Một chất nữa là C3, CO, C2, OH. Đó. Bảo đảm hóa trì, viết đuổi. Sơ sơ C3, 6, 3. Cảm thấy là có bao nhiêu phân rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đồng phân rồi. Đó. Đó. Cho nên hóa hữu cơ làm trời bí mật. Cùng công thức là phân tử là C3, 6, 3. Ta viết đến nếu nói mạch hơ thôi chứ chưa nói việc mạch vòng. Mà nói mạch carbon liên tục chứ chưa nói không liên tục. Mà mình đã thế nào rồi? Đã có 7 đồng phân, tức là 7 hợp chất khác nhau nhưng có chung một công thức phân tử là C3H6O3. Mình đã giới hạn rồi. Chứ nếu để viết thoải mái thì số đồng phân còn nhiều hơn nữa. À, người trong 7 cái đồng phân đó, giả sử có đồng phân uống vào là lành bệnh, có đồng phân uống vào là chết. Cho nên thầy nói là các em có công thức C3H6O3 và chắc là chắc gì thầy? Thầy không bao giờ trả lời vì thầy không biết. Thầy không biết chắc, thầy chưa nghiên cứu mà cái tính chất của nó làm sao thầy dám trả lời được. Vì trả lời sự nhầm lẫn này có thể dẫn đến nguy cơ tử vong. Đó. Em hiểu chưa? Đó.